Cho người ta đi chợ coi. Ê ê ê, sáng nay muốn ăn gì? Chị đi hỏi nha. Con đi hỏi cô Tí coi. Cô Tí ơi, nghe nè, sáng nay em muốn ăn gì? Em ăn cái gì cũng được mà cái gì nó bổ bổ một chút cũng được mà phải bổ bổ hả? Thôi để chị đi hỏi ba coi. Hỏi ba nha. Ba. Ủa. Nè ba muốn ăn gì? Con làm cái món gì có nước được rồi, trời mưa này nè. Dạ. Hấp cho ấm. Rồi, con biết rồi. Mẹ. Mẹ muốn ăn gì? Mẹ ăn gì cũng được mà có nhiều rau được rồi con. À rồi, con biết rồi. Anh Quân. Dậy. Gì dạ? Sáng nay anh muốn ăn gì? Đã sáng đâu mà ăn. Sáng rồi. Bánh canh bò đi hả? Bánh canh bò hả? Máu nhiều ngộ vậy trời. Thôi được rồi, hôm nay Duyên sẽ đi chợ nấu theo ý mọi người luôn. Gân này bán 2 kg. Dạ, 2 kg. 2 hả? Lấy con 1 ký gân đi. Còn nhiêu viên lấy hết ha. Dạ, thôi lấy hết con thử cái này. Rồi, chi tư. Yếu tính chi tư ha. Dạ. Rồi. Con cái đuôi bò này luôn đi con. Này chắc hơn 1 ký quá. Rồi, ký 7. Ký 7 hả? Dạ. Rồi, lấy cái đó luôn. Còn lại 7 gram 100 ngàn 240 rồi, cũng gần. Cũng gần 120 kg, mặn 1 ký 4. 120, còn lại 48 ngàn nữa. Thôi lấy ký đó 40 nữa đi. Rồi 160. Rồi. Đâu cô tính lại anh con hình như sai hay sao á? Không có sai, cô tính đúng rồi. Đâu không. Tính là 140 kg là 1 ký 7. Dạ. Là 240. Ừ. Rồi, không có sai. Không sai đúng không? Còn gân thì đúng không? Còn gân đó là 120 kg mà 1 ký 4. Đúng luôn, không có sai rồi. 160. 160. Không bớt hả? Bớt. Bớt hết 8 ngàn. Rồi. Bớt hết 8 ngàn lẻ. Rồi. Ở đây luôn ha. Dạ. Rồi. Dạ. Thank you.
Chị. Mọi người một tay nha. Nhìn đã quá. Là sống nhìn còn gì không? Đó trời, đây phụ bưng ghế nè. Rồi, mời mọi người. Rồi, mời cả nhà. Cũng không nhiều lít chưa? Đây luôn, quá ngon. Mình có
mình ăn đây mà tội nghiệp với chú Y Thiên phải cứ thèm chảy nước miếng. Cái nồi này hơi nhiều quá. Năm người mình ăn chắc không hết. Nếu đại đội của mình, đại đội của mình nè. Mình tưởng em ăn không được. Không, nên mềm, nó mềm con. Này hầm tới lửa luôn, nó mềm anh ơi. Hôm nay em thất thủ. Em quyết định bắt giảm cân từ ngày hôm nay. Nói là chị làm cái nồi này thì giảm không nổi. Cái này này nhất lên cân nữa. À, mình đưa để cục bánh này ngon rồi. Chú quay phim thèm nữa, anh quay phim cũng thèm. Biết đi chú ơi. Tí ăn ngon nha. Không chừng có quay con này xong cái là có người bút quay thực phẩm á, quay đồ ăn á. Quân ơi vô ăn con ơi, chị để hết rồi con. Anh Quân đang quay mà con, để anh Quân quay xong đã. Em thấy góc này đẹp hơn đó nè anh Quân ơi. Còn mấy góc nữa nè anh, thôi vô quay cho xong đi rồi ăn. Con phá Quân hoài. Ủa anh quay, anh quay nữa hả? Đủ quay, đủ đẹp rồi. Con quay góc này là còn có nồi không á. Sáng giờ đủ đẹp rồi. Ăn con thì đã đủ bụng. Đây đây chú bút kìa. Nãy giờ công quay. Cho một phần thử sách luôn. Dạ được rồi chú. Này. Dạ, dạ, dạ. Nãy giờ. Nãy giờ quay thưởng thức được nhiều cũng nhiều rồi. Thấy mọi người ăn ngon rồi không? Đi ra coi chỗ người ta đi ra đi chợ. Ủa chưa đứt mà. Quá. Xúc. Rồi. Em cầm cái cây nhé. Rồi yên tâm đi, bứng bên đây. Xuống đi chơi không? Ở đây vui lắm. Có ngó sen nữa nè. Cho xin một củ sen đi. Một củ thôi cũng được.